Hey yo, what's up các bạn, trở lại với vlog của Trung. Thì bữa nay là Trung đang ở trường. Thì hiện tại là Trung đang đi bộ vô trong trong cái chỗ mà phòng gym cũ trong hồi xưa ở trong Sport Hall, để chúng ta tham gia một cái cuộc thi là X-Run. Thì như bạn thấy lúc nãy là Trung đã ăn ngũ cốc, uống whey, uống creatine, uống BCAA đầy đủ hết rồi. Thì bây giờ Trung sẽ vô trong đó để thi. Thì bây giờ là đang hơi trễ xíu, bây giờ Trung sẽ vô check in trước. Hiện tại Trung đang ở trường. Lâu quá không lên trường luôn. Thì ok, thì rất là đông mọi người đang đi bộ vô trong để thi. Hy vọng là chúng ta chơi là vui là chính thôi, chắc cũng không có giải mấy đâu. Tại đông quá không biết sao lấy giải luôn á. Ok, thì bây giờ chúng sẽ vô trong. Trong đó ha. Yes. Lan, yo, what's up, đây là team của tôi. Team gì nhiều vậy? Team gì đông vậy? Ba team nè, hai team chơi. Nghĩ sao vậy? It's back. Thôi hẳn Naturoi. Naturoi à? Naturoi. Ai lên vlog mà Naturoi vậy là chết rồi. Chết tôi rồi. Bây giờ chung chết. Ê, lâu quá quay lại phòng gym ở trường luôn. Ê. Có không đâu hả? Thôi chứ. Shit. Nếu như bạn còn phóng tiêu nguyên những ngày đầu tiên thì các bạn sẽ biết là mà tập gym ở đây rất là lâu rồi. Shit. Cái mùi vẫn dậy luôn. Cái mùi vẫn dậy. Má không có gì khác luôn. Shit. Ở trên khán đài rất là đông mọi người luôn. Mọi người đang warm up. Thì bây giờ chúng ta sẽ warm up. Và mới có một cái cheerleader đằng xong. Thì bây giờ chúng ta sẽ warm up chung với lại mấy bạn ở trên khán đài đó. Bây giờ là Trung vẫn đang ngồi đợi để tới lượt thi. Thì đăng ký là 10:20 mới thi lại. Thì bây giờ đang vô trong cái Sport Hall để warm up một tí, warm up lại. Các bạn chỗ bóng đổ ở đây rất là đông. Let's go, let's go. What's up? Yeah.
Yo yo, what's up? Dũng mới thi xong. Hồi tối à? Ok. Dũng mới thi xong thì rất là vui. Ok, bây giờ Dũng sẽ đi tắm. Sẽ đi tắm. Vừa quá rồi. Yo, thì Dũng mới tắm xong thì bây giờ Dũng sẽ quay routine. Yo. Ê, thì chúng mới về tới nhà thì lúc nãy chơi rất là vui. Thì hy vọng mấy bạn thích cái video mà ở phía trước ha, là mình chạy. Thì bữa nay là cái đó là cái X Run ha, thì cái đó gọi là cái tổ chức hàng năm của trường Trung á. Thì Trung có hay về chơi, thì năm ngoái cũng có chơi một lần rồi, năm nay chơi thêm một lần nữa thì cũng khá là vui đó. Năm nay đông hơn năm ngoái luôn, đó là rất là đông. Nhưng mà có cái thì nếu mà đông quá như hôm nay á thì nó sẽ hơi loãng một chút, nhưng mà không sao, mọi người chơi rất là vui. Thành ra là nói chung là Trung rất là thích cái hoạt động này của trường. Thành ra là mặc dù là đã ra trường cũng hơn một năm rồi, nhưng mà Trung vẫn muốn quay về trường để tham gia những cái hoạt động mà ngoại khóa như thế này. Thì đó là một cái rất là hay của trường đại học, thì họ luôn tổ chức những cái thể thao nè, rồi connection giữa các học sinh với nhau, rồi thầy cô các kiểu chơi như cái X-Run này cũng hay, rồi cái đợt Dare to be fit cũng vui. Và Dare to be fit thì nó challenge hơn, nó nặng hơn cái đợt X-Run này. Nhưng mà ok, bữa nay rất là vui, ta có huy chương mang về. Có huy chương tham gia thôi chứ cũng không có giải mấy, không có giải đâu. Nhưng mà cũng không quan tâm giải lắm, tại vì nó quá đông đi, Trung nghĩ rằng là chắc không tới được mình nên thôi. Chơi xong lúc nãy Trung đi tắm, Trung có nói với bạn Trung đi tắm xong rồi Trung đi về luôn. Ok, thì cái giờ sáng dậy rất là sớm, 5 giờ đã dậy rồi, 5 rưỡi đã dậy rồi. Thì thôi bây giờ đi ngủ một chút. Thì bây giờ hiện tại đang là gần 2 giờ chiều. Và đi ngủ một chút thì để coi xem chiều nay nếu mà ok thì Trung sẽ đi tập một, đi tập ngày pool. Nhưng mà chắc là sẽ Trung sẽ kết thúc cái vlog này ở đây ha. Vì Trung nghĩ cái vlog này cũng sẽ rất là dài, nó cũng tương đối dài rồi. Ok, hy vọng mấy bạn thích cái buổi hoạt động ngoại khóa bữa nay. Thay vì là chúng ta luôn coi những cái tập luyện ha, thì bây giờ nó sẽ đổi một chút, lâu lâu nó sẽ hoạt động ngoại khóa một chút như vậy. Ok, thì hy vọng mấy bạn nhớ like, share và subscribe channel của Trung. Peace.